di dân đến thế giới Cực Lạc. Phật tử ái đọc chúng ta phần nhiều có câu nói như thế này: người người quán Thế Âm, nhà nhà Di Đà Phật. Bồ Tát quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng ta. Ngài vui mừng khi chúng ta được đến thế giới Cực Lạc, chẳng cần phải làm thủ tục di dân, chỉ cần có chiếc niệm tâm thành để ấn chứng thì hoàn thành thủ tục, tuyệt đối chẳng có phiền phức gì cả. Nếu như không nhất niệm tâm thành để làm chứng thì chẳng có thể di dân đến thế giới Cực Lạc. Tại sao chứng minh nhất niệm tâm thành mới đến được? Cách này vô cùng đơn giản, rất dễ dàng. Chỉ cần thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là thành tựu rồi. Vì Phật A Di Đà là giáo chủ ở thế giới Cực Lạc, có hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hai bên Phật A Di Đà để cùng cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ta niệm bất cứ danh hiệu vị nào trong ba vị cũng được cả. Cần nhớ niệm đến nhất tâm bất loạn, một trần không nhiễm thì được đới nghiệp giảng sanh và nở thế Phật hoặc Bồ Tát. Nếu chẳng muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì không cần phải trì niệm danh hiệu Tam Thánh. Nếu muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm danh hiệu của Bồ Tát hiện đời, ta có thể tránh được tam tai thất nạn, khi chết được bình an sanh về tịnh độ. Chỉ một và lời cả hai, sao chần chờ không làm chứ? Chúng ta muốn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm sao cho danh hiệu của Ngài hòa quyện với tâm lại thành một, không tách rời ra. Nghĩa là miệng niệm tâm phải tương ưng, đến lúc đó không muốn đến thế giới Cực Lạc cũng đến được. Vì sao vậy? Vì đã thấm nhuần sâu vào cội gốc rồi, tương lai cành lá sẽ phát triển và đâm qua kết quả.